Xin chào cả nhà, chào quý bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về cái người mà mang tên nợ Uno các bạn. Cái người mà đi làm từ thiện mà giống như coi thường người nghèo á. Bởi vì đã đi làm từ thiện người ta đã, người nghèo đã khổ tới mức nào rồi còn nói là bà già gì nghèo khổ giữa tại đêm giá lạnh gì đó. Biết là mục đích lòng tốt đi làm từ thiện nhưng mà nói chi mấy cái câu như vậy để cho người ta còn cảm thấy giống như tủi thân, giống như tự ti vào bản thân nữa. Bởi vì đi làm người ta nói của cho không bằng cách cho, còn cách cho kiểu này thì kiểu là người ta cũng không cần á, thì mà đi làm rồi lấy quay lên mạng như vậy là làm gì. Cụ thể hôm nay là nội dung này các bạn nghe còn bực mình hơn nữa. Hot TikToker No Uno, mình xin được tạm gọi là No á, làm từ thiện nhưng tiếp tục nhận gạch đá vì thái độ giống như là tông tâm á, chả có gì làm từ thiện cả. Mặc dù xuất phát từ suy nghĩ làm từ thiện là tốt nhưng cách nói chuyện giao tiếp của cái người này nè vẫn là vấn đề khiến dư luận tranh cãi. Cụ thể đối với cộng đồng giới trẻ yêu thích sử dụng mạng xã hội TikTok ấy, chắc chắn là sẽ không thể nào không biết tới cái tên No Uno này được. Được xem là một trong những TikToker chuyên review quán ăn, món ăn nổi tiếng, thế nhưng cái anh No này nè cũng không ít lần vướng phải tranh cãi. Nhiều khi đi làm review quán người ta mà vô lấy dĩa thức ăn đổ lên đầu của nhân viên á các bạn, rồi tạt thẳng lời tát vô mặt nhân viên, rồi đạp người ta này kia thì làm mấy tò lố lăng. Mới đây, No bất ngờ đăng tải loạn clip thử thách làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh nghèo khó khăn hoặc vô gia cư tại Hồ Chí Minh. Hắn ta xuất hiện trên một trạm xe buýt khi rời đảo khuya và bắt gặp một bà lão yếu đuối ngồi ở đó, và No quyết định tiến đến hỏi bà lão có ước mơ và muốn ăn gì không thì cậu ta sẽ tặng bà bữa ăn miễn phí. Ban đầu No lại hỏi thăm lịch sự, con chào bà, buổi tối nay đang trời mưa, bà ăn gì chưa, giờ con hỏi bà muốn ăn món gì thì con mua cho bà. Tuy nhiên sau khi nghe thấy bà lão tức kia cũng từng ăn thì TikToker lại nãy nói nghèo mà còn chê đồ ăn nữa à, vậy thôi khỏi ăn nghe. Giờ hỏi lại có muốn ăn gì không, đi mua nè, chứ mấy là nhịn á. Mặc dù vậy, No vẫn tìm đến một tiệm phở gần đó để mua đúng bát phở tái nạm cho bà. Bà nói là bà không có răng nên bà ăn nạm với tái thôi. Cái này mình mua đồ nhựa để đựng còn chưa ăn nên chưa biết là như thế nào. Và nam TikToker cũng giải thích với bà lão, vì bản thân chỉ là một nhóm sinh viên nhỏ nên không đủ điều kiện kinh phí làm từ thiện nhiều. Chính vì vậy anh chỉ có thể đến hỏi từng người muốn ăn cái gì thì sẽ mua món đó cho người ấy mà thôi, chứ không thể nào giúp nhiều người được. Trước khi kết thúc clip, No còn chúc bà lão nhưng lại khiến nhiều người tranh cãi vì lời nói có phần khó nghe, đó là đó, coi đi, số khổ nó vậy đó mọi người. Người ta nghèo thì chọn ăn món như bà như bào ngư di cá nè đó đồ sao, chứ chọn ăn phở thôi. Bởi vậy nói cái kiểu kiểu thôi, chúc bà vượt qua mùa đông cô đơn lạnh giá, bớt nghèo lại đi nha, chứ nghèo hoài không ai giúp mãi được đâu. Có cần nó tới giúp không mà nó đi nói giàu người ta như vậy các bạn. Thì cái thằng này nó không biết đầu óc có vấn đề. Đây là cách nói chuyện thường thấy của No khi anh quay tại những nội dung review nhà hàng quán ăn. Thái độ và cách giao tiếp cọc lóc không có thiện cảm khiến bản thân No á nhận nhiều gạch đá, thậm chí có cửa hàng còn dán hình No yêu cầu hắn ta không được tới quán của mình. Bên dưới đoạn clip rất đông bình luận của mọi người cho rằng No nên chỉnh sửa lại cách nói chuyện của mình đi, lấy thiện cảm lại chứ làm việc như vậy thì ai mà nghe thấy khó chịu quá. Điểm qua một số bình luận như nói chuyện kiểu này mà hàm răng nó còn nguyên thì nó cũng hay thiệt. Đó, bởi vậy nhiều người không hiểu sao đi làm từ thiện người ta nói chung có tâm có tầm, của cho không bằng cách cho như vậy thì cho làm gì. Đó, nhiều khi mấy người nghèo nghèo chứ họ lòng tự ái tự trọng họ cũng cao chứ, nhiều khi nói mấy câu vậy họ nghe tự ti bi quan là không biết sao này họ nghĩ quẩn cái gì rồi sao, đúng không các bạn?